Rồi và được ơn gì của Chúa? Dạ con trình với cha là con được ba ơn. Nên con kể là con bị đau dạ dày. Thế bà đi vào bác sĩ bảo là bây giờ là bị ung thư rồi. Thế con mới bảo là các con còn nó khóc ầm lên, con bảo con không, các con không phải khóc để mẹ coi như là cầu xin Chúa. Nhưng lúc ấy con chưa biết lòng thương xót của Chúa, con chỉ đọc kinh và con cầu xin Đức Mẹ hằng cứu giúp tôi cha. Thế mà đến một tháng sau người ta cho uống thuốc, mà Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc, vào đến nơi người ta soi ngược soi xuôi, người ta ấn vào mồm con rồi là người ta soi trong bụng con, người ta bảo ôi cái tài này, thế sao cái bà này để hết sạch rồi là thế nào vậy? Con bảo là Chúa cũng chữa đấy, người ta bảo có thật không? Thật. Giống như người đang nghe, nghe giống như đang nghe trên đài phát thanh với đài vũ trụ truyền hình tiếng tôi ta. Rồi ơn thứ hai. Còn ơn thứ hai là như thế này ạ, chồng con thì bị tim, xong là chân đầu gối thì không đi được bầu à. Thế xong cái hôm ấy là cách đây hai tháng, đến ngày 16 tháng 7 này là được 3 tháng. Cái anh ấy ở cùng xã, thế mới gặp cái con ở trên xã ấy bảo là ông ốm đỡ thế chưa, bảo chưa chú bò lắm, này chúa tôi bây giờ phải lưng lên đặt xuống bốc. Thế bảo thế để lúc nào cho mượn cái đài. Thế mới cho mượn cái đài thì về bắt đầu mở ra xem cái bảo thế xuống, nhà con mới bảo chứ thế cái này ở đâu mà cha nào nói thế, cha đã đến 40 tuổi chưa? Xong bảo là em cũng không biết, bảo cha nói giọng hay thế, thế đến bao giờ mà mình được vào chỗ ấy nhỉ? Thế con bảo cứ cầu xin Chúa thì khỏi là sẽ vào. Thế tự dưng bây giờ coi như là nhà con ngồi xuống vím hai tay cái là nổ nơi được luôn, đang nằm ở giường lật cái là rách được luôn. Thế là đến ngày hôm qua con chuẩn bị đi vào đây, hôm kia con chuẩn bị vào đây, đi ra ngoài vườn đi cách 100 mét không đều mệt đấy, là ơn thứ hai đấy. Thế xong xong cái đài thì coi như là con cứ làm thu tiền tiết kiệm của thôn mà. Thế những người ngoại đạo người ta biết đấy, người ta mới thích nghe cái đài, người ta lắng nghe xong người ta bảo là ai nói mà hay thế, bảo là cha tôi đấy. Thế bảo là thế có cái đài này ở đâu đấy, bảo cái người ta cho mượn, bảo thứ cho tôi mượn mấy hôm, nhà con cho mượn con ngày rưỡi đòi, bảo là không, bây giờ vắng cha tôi buồn lắm tôi cho mượn đâu. Thế người ta mới bảo con này 6 người thì 3 người người ta xin khấn đưa cho con gửi vào trong tòa mẹ rồi, tòa cứ xu. Thế còn thì 3 người thì người ta không biết chữ. Thế người ta bảo là bà vào trong ấy bà xin khấn cho tôi nhé, nhờ mọi người, người ta không biết đâu, người ta nhờ mọi người dân coi nhà xin khấn cho tôi, người ta là người dân tộc đó mà. Thế mà xin khấn cho tôi nhá, mình nhớ là nếu mà cha mà cho thì xin cho tôi mỗi người một cái đài nhé, để là chúng tôi nghe, chúng tôi thích tiếng nói của cha lắm. Thế nhà con thì chỉ dặn ngày này, con muốn làm thế nào thì làm, xin được cha một cái chìa khóa. Thì tôi chưa biết cái chìa khóa như nào, tôi cứ thấy cha nói ở trên đài chìa khóa thì tôi thích lắm, thì coi như là nhớ là xin cho tôi là như thế. Đấy là con báo, con cảm ơn cha là như thế. Đây chìa khóa là ai xin chìa khóa? Ai xin? Chồng con xin đấy. Ông người kia người ta xin đài cơ, mà ta không có đạo đâu. Người thì bị liệt này, người thì bị thuộc nghĩa đệ, người thì coi. Vậy là mấy cái? 6 người mấy nương cả. Vâng. Mấy cái? 6 cái sao ạ? Còn điều thứ ba là cha chữa như thế này, con có thằng con trai. Giê-xu lấy Chúa tôi, cháu cầm ngay cái kìm với cái dây điện quẳng lên cái dây hạ thế. Dây cao thế nó hút luôn lên, cháy như là một bó thuốc thật to như đống rơm rơi xuống. Thuốc đật tù như con gần đật. Thế tất cả mọi người mới bảo là lấy Chúa tôi chết rồi. Thế là tất cả những người đạo đấy tập trung vào cầu nguyện cho chồng con, à cho con. Thế lúc thì khi em dâu nói mới thấy như thế là pha cho một cốc nước chè, rồi cho đi muối vào, rồi cho uống để cho khỏi mất nước trà. Thế là may quá chồng nó là bộ đội, nó cai trị những chí tỉnh cơ. Thế hôm mấy là nó đi nó lĩnh bằng gì, bác nghe nó giải phóng luôn về cơ quan nó, mà không biết làm sao Chúa cũng rủ thế nào mà nó về ngay được lúc 4 giờ. Anh nó bị cho lên xe đi lên bệnh viện cấp cứu luôn, nó bỏ tiền ra nó chữa cho. Thế đáng nhẽ ra là bác sĩ bảo là cứu hết chân, nhưng mà Chúa ban cho tất cả mọi người cầu nguyện cho chỉ chưa có hai ngón chân cái, còn tay bị cái này chỉ có mỗi một tí dính vào thôi mà nó đưa hẳn lên trên này cháy. Thế là bác sĩ bảo là phải cưa đi, cưa tay đi. Thế mà nặng lời cầu nguyện, xin lời cầu nguyện của Chúa thôi, cha làm phép cho. Thế là coi như bây giờ không làm sao, chỉ tay cứng thôi, cứng như này nhưng mà vẫn làm được việc, vẫn đi phun phun thuốc sâu với cha. Đây cứng 6 cái nhá, rồi người cho nhá. Rồi con mua cái này rồi.
con mua của con rồi, còn thì chỉ có 6 cây si thôi. Rồi, mời ơi.